học sinh thì tính đến bây giờ cũng được mười mấy năm rồi. Và ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường làm học sinh thì mình đã bắt đầu kèm các em học sinh. Thế sau này khi học hết trung học cơ sở thì lúc đấy là do sức khỏe của mình giảm sút rất nhiều. Học hết trung học phổ thông thì mình tiếp tục công việc kèm thêm các em học sinh. Và vì thấy các em học sinh học ở đây thì ngày một tiến bộ hơn, cho nên phụ huynh ngày càng gửi nhiều các con em của mình đến học. Chị có sống chị ít đánh giá với thử nếu như á, thì chị bảo là cứ tề rồi nếu như với giá như nó không xảy ra trong cuộc sống, thì chỉ có mình đối mặt với thực tại và như thế nào thì mình đối mặt với nó để mình tìm cách để mình vượt qua nó. Con muốn chúc cô có thật nhiều sức khỏe để dạy con và các bạn khác ạ.